Nhạc cụ Roland Thiên Tài Bình Thuận xin kính chào quý anh chị em khách hàng xa gần. Hôm nay nhạc cụ Roland Thiên Tài xin phép review giới thiệu tới quý anh chị em khách hàng xa gần một vài sản phẩm chống tambourine, thường chúng ta thường hay gọi là gõ bo lục lạc. Bên shop đang có hai phiên bản, một phiên bản Yamaha và một phiên bản Tama. Tama được xuất xứ nhập khẩu Taiwan. Đây là tambourine Yamaha. Bên shop đang có màu xanh và màu trắng. Tama cũng vậy, Tama bên shop đang có màu xanh và màu trắng trong, xanh trong và trắng trong. Anh chị em xa gần có nhu cầu mua sản phẩm tambourine gõ bo lục lạc, đừng quên inbox theo số điện thoại 0386 282 707, địa chỉ Tân Lập, Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Bên shop nhận ship có toàn quốc, anh chị em nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán tại nhà. Cảm ơn anh chị em xa gần rất là nhiều. Đây là sản phẩm chính hãng. Anh chị em inbox để chúng ta cùng biết giá nha. Còn đây là bao da để chúng ta đựng tambourine, hay thường hay gọi là gõ bo, chống gõ bo lục lạc. Bên shop về số lượng tambourine rất là nhiều. Anh chị em xa gần có nhu cầu, có yêu thương Roland Thiên Tài Bình Thuận, hãy inbox cho Roland Thiên Tài Bình Thuận để sở hữu được vài chiếc chống tambourine. Ngoài những sản phẩm này ra, shop còn rất nhiều nhạc cụ để phục vụ anh chị em xa gần. Đàn guitar, đây là đàn guitar tại shop nhạc cụ Roland Thiên Tài Bình Thuận, và các mặt hàng trống Roland điện tử. Anh chị em xa gần có nhu cầu mua các mặt hàng về trống, đừng quên inbox shop nhạc cụ Roland Thiên Tài nha. Đây là những bộ trống mà shop đã nhập về để phục vụ anh chị em Sài Gòn. Anh chị em Sài Gòn chúng ta có đam mê, cứ inbox cho shop nhạc cụ Roland Thiên Tài. Đây là những mẫu trống Roland Line New, hàng qua sử dụng tình trạng còn đẹp như mới nha anh chị. Ngoài ra shop còn là những bộ hát live sau cạc. Anh chị em Sài Gòn có nhu cầu quan tâm inbox theo số điện thoại 0386 282 707, địa chỉ Tân Lập, Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Các mặt hàng nhỏ nhẹ bên shop ship code nha anh chị, còn các mặt hàng trống này thì shop không ship code nha. Các mặt hàng nhỏ nhẹ bên shop mới nhận ship code. Rồi chúng ta cùng quay lại với vài chiếc trống tambourine. Thương hiệu Tama này rất là nổi tiếng, tiếng rất là hay nha anh chị. Tiếng của chiếc trống Tama này rất là căng, căng đét luôn nha anh chị. Tiếng của chiếc trống Tama này rất là trong trẻo. Chiếc trống Tama này xung quanh viền cũng như là gọng được làm bằng inox 100% nha anh chị. Được làm bằng inox từ viền cho tới cạnh. Còn Yamaha là được làm bằng chất liệu nhựa cứng, viền thì bằng sắt, thành trống thì được làm bằng viền thì được làm bằng sắt, còn trống thì được làm bằng nhựa mạ rom. Anh chị em Sài Gòn shop xin nhắc lại số điện thoại 0386 282 707, địa chỉ Tân Lập, Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Bên shop nhận ship code, các mặt hàng nhỏ nhẹ cho anh chị em Sài Gòn yên tâm mua khi sử dụng. Cảm ơn anh chị em Sài Gòn rất là nhiều. Anh chị em có quan tâm tới các mặt hàng guitar cũng như là các dây rắc kết nối âm thanh thì bên shop đều có toàn đồ xịn phục vụ anh chị em nha. Các dây rắc rất là xịn sò để phục vụ anh chị em, dây đàn hoặc là các dây cáp line thì anh chị có quan tâm inbox shop. Anh chị em dùng những bộ hát livestream á, chúng ta dây livestream ngắn quá thì inbox shop để chúng ta nối dài ra nha, để shop bán đúng mã đúng mẫu cho anh chị nối dài ra. Bán đúng dây thì anh chị mới livestream được nha anh chị. Rồi cảm ơn anh chị em Sài Gòn đó.